Hồng Kông chính thức khai tử dự luật dẫn độ. Hôm 23 tháng 10, Reuters đưa tin, cơ quan lập pháp Hồng Kông chính thức thông báo rút lại kế hoạch ban hành bộ luật dẫn độ, trong đó cho phép đưa nghi phạm từ đặc khu này sang Trung Quốc đại lục xét xử. Như vậy, chính quyền đã đáp ứng một trong năm đề nghị của những người biểu tình ủng hộ dân chủ. Tuy nhiên, ngay khi thông tin này được đưa ra các đợt biểu tình tiếp tục diễn tiến căng thẳng ở đây người biểu tình ném bom xăng vào cảnh sát và hô to năm đề nghị không phải chỉ một đồng nghĩa với việc đáp ứng một cũng không tạo ra sự khác biệt nào đặc khu trưởng hồng kông bà lâm trịnh nguyệt nga trước đó từng nhiều lần nói rằng dự luật dẫn độ đã chết trong khi những đề xuất khác của người biểu tình như được bầu trực tiếp lãnh đạo đặc khu không thông qua danh sách ứng viên được bắc kinh phê duyệt hay việc ân xá cho tất cả những người tham gia biểu tình mấy tháng nay bị truy tố với tội danh kích động bạo động đều nằm ngoài quyền hạn định đoạt của bà. Reuters dẫn lời Connie, một người biểu tình 27 tuổi nói với Reuters, không có khác biệt lớn nào giữa việc dùng và rút lại dự luật dẫn độ, nhiều đó là quá ít và quá chậm trễ, vẫn còn đó những yêu cầu khác dành cho chính quyền, đặc biệt là xét xử việc hành xử thô bạo của cảnh sát. Trong những tháng qua, cảnh sát đáp trả biểu tình bằng vòi rồng, hơi cay, đạn cao su và trong một vài thời điểm là bằng đạn thật. Người dân Hồng Kông xem dự luật dẫn độ là sự can thiệp vào nền chính trị đặc thù của đặc khu từ Trung Quốc. Mỹ bắt đầu thông qua dự luật ủng hộ Hồng Kông, Trung Quốc phản ứng gay gắt. Dự luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông đã được Hạ viện Mỹ thông qua ngày 15 tháng 10. Dự luật của Mỹ về Hồng Kông, ngày 15 tháng 10 Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông trong một động thái mà CNN nhận định là nhằm củng cố sự ủng hộ của Washington đối với các hoạt động tự do dân chủ ở Hồng Kông. Ngày hôm nay, Hạ viện Mỹ tự hào thông qua dự luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông để củng cố cam kết của Mỹ đối với nền dân chủ. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nói, dự luật này sẽ kích hoạt hoạt động đánh giá thường niên để xét xem liệu mức độ tự trị của Hồng Kông đối với chính quyền Trung Quốc có đủ để khu vực tài chính này nhận được quy chế đặc biệt theo luật Mỹ hay không. Ngoài ra, dự luật còn mở đường cho động thái cấm vận nhằm vào các cá nhân có liên đới trách nhiệm tới những hành động gây tổn hại đến mức độ tự trị của Hồng Kông. Dự luật mới cũng cho phép các công dân Hồng Kông đủ điều kiện được làm việc và học tập ở Mỹ, kể cả trong trường hợp họ bị bắt giữ vì tham gia vào các cuộc biểu tình phi bạo lực. Đây là một trong ba dự luật liên quan tới Hồng Kông được Hạ viện Mỹ thông qua trong ngày 15 tháng 10, theo AP. Động thái này được đưa ra sau nhiều tháng biểu tình liên tiếp ở Hồng Kông. AP cho hay, một trong số các dự luật lên án sự can thiệp của Trung Quốc vào tình hình Hồng Kông và ủng hộ quyền biểu tình của người dân. Một dự luật khác được đưa ra để đảm bảo vũ khí Mỹ không được cảnh sát ủng hộ để nhằm vào người biểu tình. Dự luật thứ ba là dự luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông nói trên. Theo luật Mỹ, Hồng Kông được ưu ái trong nhiều lĩnh vực từ thương mại, thuế quan cho tới mức độ cấm vận, hợp tác về hành luật. Bà Pelosi và nhiều nghị sĩ Mỹ cho rằng Trung Quốc đã được lợi từ chế độ đặc biệt này và lợi dụng nó để tránh cấm vận cũng như kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Trung Quốc đe dọa trả đũa. Ngay sau khi dự luật vượt qua cửa ải Hạ viện Mỹ, Trung Quốc đã lên tiếng đe dọa trả đũa. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ có những biện pháp mạnh nếu dự luật được thông qua, đồng thời chỉ trích Hạ viện Mỹ hạ viện mỹ phớt lờ thực tế đổi trắng thay đen và gọi những hành vi phạm tội nghiêm trọng như tấn công bạo lực trộm cắp từ cửa hàng là dân chủ nhân quyền điều này làm suy yếu tới sự thịnh vượng và ổn định của hồng kông cản trở sự phát triển của trung quốc người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cảnh sảng nhấn mạnh bộ ngoại giao trung quốc cho rằng nếu dự thảo này được thông qua thành luật thì nó sẽ không chỉ làm tổn hại tới lợi ích của phía trung quốc mà còn hủy hoại quan hệ mỹ trung và gây thiệt hại nghiêm trọng tới lợi ích của mỹ đặc biệt là khi mỹ cũng có những lợi ích quan trọng ở hồng kông về quyết định sai lầm của phía Mỹ, Trung Quốc chắc chắn sẽ có những biện pháp để đối phó và bảo vệ chủ quyền, an ninh cũng như lợi ích phát triển của mình. Ông Cảnh Sảng nêu rõ lập trường của Bắc Kinh: "Tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa rằng Hồng Kông là Hồng Kông của Trung Quốc. Vấn đề Hồng Kông đơn thuần là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và không thể bị can thiệp bởi bất cứ thế lực bên ngoài nào. Chúng tôi khuyến cáo phía Mỹ nhận định tình hình và ngay lập tức chấm dứt thúc đẩy việc xem xét dự luật Hồng Kông và chấm dứt can thiệp vào vấn đề của Hồng Kông cũng như vấn đề nội bộ Trung Quốc."